Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 28 tháng 10 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Facebook gây nhiều tranh cãi, Nguyễn Phương Hằng bị nhà báo kiện. Bà Nguyễn Phương Hằng, một trong những người tường trình trực tiếp qua mạng phát livestream được theo dõi nhiều nhất ở Việt Nam, hiện nay vốn đã lên tiếng tố cáo nhiều nghệ sĩ trong nước ăn chặn tiền từ thiện. Giờ đây, bà đang bị kiện về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích hợp pháp của cá nhân, theo Điều 258 Bộ Luật Hình sự của Việt Nam. Người đứng đơn kiện là ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Hiển gửi đơn tố cáo bà Hằng đến Công an tỉnh Bình Dương vào hôm 26 tháng 10. Tờ báo Tuổi Trẻ đã đưa tin như vậy. Đây là hình ảnh trên trang Facebook cá nhân Nguyễn Phương Hằng, cũng ngay lập tức đáp trả bằng thông tin rằng chính bà đã gửi đơn kiện nhà báo Nguyễn Đức Hiển đến Bộ Công an và Công an Bình Dương và đều đã được thụ lý. Theo nội dung đơn kiện được Tuổi Trẻ dẫn lại, ông Hiển cáo buộc bà Hằng hoàn toàn bịa đặt, vu khống những nội dung về ông trong những buổi phát hình trực tiếp của bà. Và điều này đã xâm hại nghiêm trọng những giá trị mà ông đã nỗ lực xây dựng. Nguyên đơn cũng cho rằng bà Hằng đã có hành vi lợi dụng quyền tự do ngôn luận để vu khống, làm nhục ông cũng như tờ báo nơi ông đang làm việc. Và việc bà Hằng xúc phạm, vu khống cá nhân tôi và các hoạt động nghề nghiệp của tôi đã trực tiếp gây ảnh hưởng tới hoạt động bình thường và uy tín của các tổ chức mà tôi đang là thành viên. Đơn của ông Hiển viết như vậy. Nhiều tin nhắn, bình luận của người đọc, người xem dưới các bài viết và đoạn phim mà bà Hằng đã thể hiện sự công kích, tiêu cực, sỉ vả tôi trong thời gian dài. Hiện tại bà Hằng vốn là doanh nhân nổi tiếng, có chồng là ông Huỳnh Uy Dũng, tức Dũng Lò Vôi, chủ khu du lịch Đại Nam ở tỉnh Bình Dương, và đội ngũ luật sư của bà chưa có phản hồi chính thức về đơn kiện này. Bản thân bà Hằng là giám đốc điều hành của Đại Nam. Trước đó, ông Hiển đã công khai lên án bà Hằng là phát ngôn thiếu chuẩn mực trên các nền tảng mạng xã hội và nói rằng bà Hằng không thể cho mình quyền xúc phạm bất kỳ ai trên mạng. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đơn kiện của ông Hiển cho rằng bà Hằng đã nhắm vào tính tò mò, sự bất bình về lòng tin của dư luận để tạo ra chấn động tiêu cực trong cộng đồng, khai thác các giá trị mạng xã hội để phục vụ cho lợi ích cá nhân mà cố ý bỏ mặc các tác động tiêu cực của nó mang lại, như các lời lẽ thô tục, thiếu đạo đức, đi ngược với giá trị xã hội, gây hoang mang dư luận, gây chiến tranh tâm lý, chia rẽ giữa các tầng lớp nhân dân, kích động người khác. Ngoài đơn kiện của ông Hiển, bà Hằng cũng đang bị kiện trong một vụ kiện khác với nguyên đơn là bà Lê Thị Giàu, chủ tịch công ty thực phẩm Bình Tây, với yêu cầu bồi thường lên đến 1.000 tỷ đồng. Bà Giàu tố cáo bà Hằng đã vu khống bịa đặt về bà khi nói bà là doanh nhân lừa đảo. Bà Hằng đã làm dậy sóng mạng xã hội Việt Nam trong thời gian qua với những buổi phát hình trực tiếp thu hút rất đông đảo người dân trong nước, mà trong đó bà cáo buộc các nghệ sĩ có nhiều điều xấu xa, trong đó có hành vi ăn chặn tiền từ thiện. Cũng theo quan sát của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, không ít nghệ sĩ đã phản bác và phủ nhận. Bà được biết với việc dùng lời lẽ mạnh bạo, có người cho là có phần thô tục, để tấn công các nghệ sĩ. Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cả trong và ngoài nước đã bị bà đem ra mổ xẻ. Tuy nhiên, nhiều cáo buộc của bà Hằng bị một phần dư luận cho là lời nói không có bằng chứng. Những cáo buộc của bà Hằng đã gây nhiều tranh cãi, mặc dù bà có lượng ủng hộ viên đông đảo, hoan nghênh và ca ngợi bà, động viên bà. Nhưng bà Hằng cũng đối mặt với rất nhiều lên án chỉ trích từ khắp nơi. Đây là hình ảnh bà Lê Thị Giàu, chủ tịch hội đồng quản trị công ty thực phẩm Bình Tây. Ca sĩ Vy Oanh là nghệ sĩ thứ 6 đã khởi kiện đề nghị khởi tố doanh nhân Nguyễn Phương Hằng. Dưới góc độ pháp lý, luật sư cho rằng cần có các cơ sở. Theo tờ báo Lao Động vào ngày 25 tháng 10, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, tức là ca sĩ Vy Oanh, 37 tuổi, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, nộp đơn trực tiếp tố cáo doanh nhân Nguyễn Phương Hằng có hành vi làm nhục người khác và vu khống và lợi dụng các quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích nhà nước, lợi ích và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân. Đồng thời đề nghị C01 khởi tố vụ án để điều tra làm rõ. Theo đơn của nữ ca sĩ Vy Oanh, trong 7 buổi phát hình trực tiếp từ ngày 16 tháng 5 cho đến mùng 9 tháng 10, bà Hằng đã quy chụp vô căn cứ với cô nhằm bôi nhọ, vu khống, xúc phạm ca sĩ này
với hàng loạt từ ngữ như đẻ thuê, làm gái bao, làm bé, giật chồng, vân vân. Mới đây nhất, nhà báo luật sư Đặng Thị Hàn Ni tiếp tục gửi đơn tới các cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Bình Dương đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Phương Hằng về hành vi vu khống, bịa đặt, xúc phạm, lợi dụng quyền tự do dân chủ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm và làm nhục đối với bà Hàn Ni. Trong lá đơn gửi cơ quan công an, nhà báo Hàn Ni viết, trong suốt 7 tháng qua, bà Nguyễn Phương Hằng đã dùng mạng xã hội như Facebook, YouTube, TikTok và các trang thông tin điện tử để liên tục phát sóng trực tiếp, tức là phát livestream, chửi bới, lăng mạ nhiều tổ chức, cá nhân, trong đó có Hàn Ni. Đây là hình ảnh ca sĩ Vy Oanh, tức Nguyễn Thị Mỹ Oanh, đã nộp đơn kiện bà Nguyễn Phương Hằng. Trước ca sĩ Vy Oanh, nhà báo Hàn Ni, nhiều nghệ sĩ khác như Hoài Linh, Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng cũng gửi đơn tố cáo bà Phương Hằng với nội dung tương tự. Liên quan đến các việc nghệ sĩ gửi đơn trên, dưới góc độ pháp lý, luật sư Đặng Văn Cường thuộc Đoàn Luật sư Hà Nội, việc đề nghị cơ quan điều tra vào cuộc xác minh làm rõ để xử lý các sai phạm là hoàn toàn có cơ sở và cần thiết. Việc khởi kiện đưa vấn đề ra luật pháp là cách hành xử văn minh, phù hợp với sự phát triển của xã hội. Bởi nếu sự việc không được giải quyết bằng pháp luật mà bằng tranh chấp, mâu thuẫn xung đột xã hội chỉ qua lời nói, chửi bới xúc phạm nhau trên mạng xã hội, sẽ làm ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, ảnh hưởng đến văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục và có thể tiếp tục sẽ xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, của tổ chức, cá nhân. Cũng theo luật sư, mọi hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác, dù là trên mạng xã hội hay trong đời thực, thì đều là hành vi vi phạm pháp luật. Cũng tùy vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, tùy thuộc vào hậu quả xảy ra mà người vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đây là hình ảnh loạt livestream ăn chặn mở rộng nêu tên 36 cá nhân và nhóm từ thiện, tất cả đều là những người nổi tiếng. Luật sư Cường cũng cho rằng với những thông tin của nữ doanh nhân này đưa ra trong các buổi phát hình trực tiếp trong thời gian qua và phản hồi trở lại, phủ nhận của các nghệ sĩ, dư luận không thể biết ai đúng, ai sai. Chỉ có kết luận của cơ quan chức năng thì mới có thể có cơ sở để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật. Cơ quan điều tra sẽ vào cuộc để làm rõ có hay không hành vi ăn chặn tiền từ thiện. Nếu kết luận của cơ quan điều tra là có việc ăn chặn tiền từ thiện, có thể xử lý các nghệ sĩ về hành vi lừa đảo hoặc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Luật sư Cường đã nêu ra ý kiến của mình như vậy. Ngược lại, nếu kết quả điều tra xác minh của cơ quan điều tra cho thấy hoạt động từ thiện của các nghệ sĩ hoàn toàn trong sạch, minh bạch, không có dấu hiệu thất thoát. Đồng thời, nếu có chứng cứ cho thấy nữ doanh nhân này đã đưa thông tin sai sự thật nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm, cơ quan điều tra cũng có thể khởi tố vụ án hình sự về tội vu khống, tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc tội lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân theo quy định của Bộ luật hình sự vào năm 2015. Trong khi đó, luật sư Nguyễn Văn Tiến thuộc Đoàn Luật sư Hà Nội cho hay, việc ca sĩ Vy Oanh, nhà báo Hàn Ni đề nghị khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng thì có hai cá nhân này phải cung cấp được các bằng chứng. Tuy nhiên, chứng cứ đó còn phải được xác minh, làm rõ. Vì vậy, mọi việc đều phải đợi kết luận từ cơ quan công an. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.d ngày hôm nay, thứ Năm, ngày 28 tháng 10 năm 2021 với bản tin Facebook gây nhiều tranh cãi Nguyễn Phương Hằng bị nhà báo kiện. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.d.